Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bao nha, bánh bao nhân thịt. Nhưng mà với cái bí quyết mới, mình sẽ ủ bằng cái bột cái. Làm kiểu này thì cho dù ai mới tập làm cũng sẽ thành công, mà không có sợ bị thất bại nè. Bánh bông mềm xốp rất là ngon luôn. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị ở đây 100g bột mì. Bột mì thì các bạn dùng cái loại bột mì cao cấp, nó sẽ trắng. Còn không tìm được thì mình dùng bột đa dụng cũng được. Và men ngọt cho nên là mình dùng thêm muỗng đường. Men này thì mình dùng 2 muỗng cà phê, 100ml sữa tươi nha, mình dùng là có đường luôn. Rồi sẽ cho muỗng đường vô trong cái chén nè. Và mình dùng muỗng đường mình cho vô trước ha. 2 muỗng men thì muỗng lưng lưng thôi, là khoảng 6g men khô. Sữa tươi 100ml. Các bạn sẽ trộn sơ lên nha. Để cho cái phần men này á, nó biết còn hoạt động hay không thì các bạn phải để cho nó nổi lên trên mặt á, nó sẽ còn hoạt động. Còn ở đây là men của mình, men mới nên mình cho bột trực tiếp vô để trộn luôn á. Rồi khuấy cho nó đều lên. Xong á thì các thấy cái bột của mình nó sệt sệt vậy nè. Bây giờ mình sẽ đậy kính nha. Đậy kính rồi cái mình ủ. Cái thời tiết mà nó nóng á, thì mình ủ khoảng 1 tiếng, còn trời mát thì khoảng 2 tiếng, đến khi nó nở lên gấp đôi ban đầu là được à. Thời gian này á, thì mình đi chuẩn bị phần nhân, mình có cái củ sắn, gọt sạch phần vỏ rồi các bạn rửa sạch nha. Củ sắn cho vào trong nhân nó sẽ ngọt hơn. Nửa cái củ hành tây thôi, khoảng 100g á. Nấm mèo mình ngâm nước trước cho nó nở mềm. Mình có tiếp là hành lá và ngò rí cho nó thơm. Phần thịt ở đây á, thì các bạn dùng thịt nạc vai heo á, hay là nạc dăm á, mình xay ra thì phần nhân nó mới mềm ngon, nó không có bị khô. Củ sắn á, thì mình sẽ sắc ra to to xong rồi cái mình đem xay. Còn nếu mà các bạn không xay á, thì mình băm hạt lựu nhỏ nhỏ nha, càng nhỏ nhưng nó càng ngon. Củ hành tây mình cũng sắc, mình cũng xay luôn. Xay á, thì nó nhanh và nó nhuyễn đều hơn á. Hành lá và ngò nè, sắc nhỏ ra. Chút nữa mình trộn vô trong nhân á, phần nhân của mình nó thơm lắm mà nó có cái màu cũng bắt mắt hơn. Và bây giờ cho củ sắn vô ha. Mình xay bằng cái cối nhỏ này nó nhanh lắm. Đèn chút xíu là nó mịn nè. Xay xong á thì các bạn phải bắt nước nha, cho nó khô nước thì cái nhân nó không có bị ra nước á, nó sẽ khô ráo hơn. Củ sắn nó rất là nhiều nước luôn. Do đây á, là mình làm cái phần nhân mà mình hấp cho nên là mình phải vắt nước. Củ sắn đã khô ráo, mình sẽ cho trở lại cái thau nè. Rồi cho tiếp cái phần hành tây và nấm mèo á, mình cũng xay chung luôn cho nó nhanh. Tiếp theo là thịt nè. Thịt thì mình để qua cái rây á, cho nếu mà có nước mình rửa thì nó sẽ lọt hết xuống dưới, nó không có bị ướt. Hành lá và ngò cũng cho vô luôn. Mình nêm vào đây muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm. Đây là rượu mai quý lậu. Mình thêm vào đây muỗng canh cho nó thơm nhân, muỗng cà phê muối, tiêu xay. Rồi trộn tất cả lên ha. Cho gia vị nó thấm đều vô nhân thì nhân của mình nó sẽ ngon, nó kết dính và nó dai nữa đó. Nhồi sơn chút xíu. Nhân vậy là nó vừa nè, nó không có bị ra nước mà cũng không có quá khô nữa. Rồi các bạn sẽ cho một chút xíu hành khô vô ha, cho phần nhân nó thơm. Hồi nãy đó là mình quên cho đó, nên bây giờ cho vô sau. Rồi để yên vậy. Quay qua đây á, thì mình có luộc trứng cút nè, luộc khoảng 5-10 phút cho nó chín á. Các bạn cho vô nước lạnh, cho nó sốc nhiệt thì mình lột cái phần vỏ nó dễ lắm, nó tróc lóc à. Lột xong thì để qua bên, nhồi sơ phần thịt lại. Bây giờ mình sẽ quấn cái phần nhân luôn ha. Các bạn dàn ra. Cái bánh này mình cho 2 cái trứng, túm nó lại, bóp cho nó chặt vô. Rồi cái mình để qua bên. Mình cũng làm tương tự ha. Cái phần này thì mình sẽ chia ra làm 12 cái viên nhân.
Với trái 600g bột mình dùng là 12 cái bánh. Làm cho hết cái phần nhân luôn. Xong rồi nè. Bây giờ chuẩn bị nước sôi, mình đem đi hấp cho nó chín thì nó kết dính, nó không bị rời. Hấp phần nhân này thì các bạn hấp lửa trung bình thôi, khoảng 10 phút là nhân nó chín nè. Rồi để đây nha. Tiếp theo mình chuẩn bị bột để làm nè. Mình có ở đây nửa ký bột mì, mình dùng bột mì này luôn. Muối, muỗng cà phê vung bột nở, baking powder. Đây là 2 muỗng canh dầu, 3 muỗng canh đường. Nước thì mình dùng 250ml nước. Rồi cho đường vô, muối nè, bột nở, cuối cùng là bột. Mình cho vô hết tất cả nha. Dầu ăn sẽ giúp cho cái bánh của mình nó mềm hơn. Và trộn bột lên á, bột nó bóng mướt, nó không có bị dính. Mình trộn sơ một cái rồi mình hãy cho nước vô. Nếu như các bạn thích cái bánh nó béo hơn, có thể thay nước bằng sữa tươi không đường. Rồi mình sẽ trộn đều lên nha. Cái phần này á, là mình dùng tỷ lệ 2 bột, 1 nước. Trộn lên á, thì mình thấy nó sẽ hơi khô khô một chút nhưng mà không sao. Mình còn lấy cái phần bột cái nữa. Bột cái này là mình ủ hồi nãy giờ được 1 tiếng rưỡi á. Nó nở lên nhiều vậy nè. Vậy là nó mới đạt nha. Bột cái thành công thì mình trộn vào trong cái bột á, bột của mình nó sẽ nở đều, nó không có sợ bị chai. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho hết vô trong thau bột. Mình sẽ lấy hết luôn nha, tại vì cái lượng bột và cái lượng men này là nó vừa đủ luôn. Rồi nhồi đều lên. Bột cái của mình nó sẽ hơi mềm, thì mình cho vào trong cái bột khô á, mình nhồi đều lên thì cái bánh nó sẽ vừa, nó sẽ quyện thành khói. Nếu mà bột khô quá là nó dễ bị không có nở đều quá. Mình nhồi thì mình thấy nó mịn mịn vậy nè, mềm tay ha. Nhồi sơ qua rồi mình để đây một chút xíu đi. Quay qua đây á, thì mình đi lấy phần nhân ra nè. Nhân nãy giờ hấp 10 phút rồi đó. Các bạn lấy ra mình cho nó ráo nước. Để qua một bên nha, cho phần nhân nó nguội, để một chút nữa mình gói bánh nó không bị chảy nước ra bột. Quay trở lại thì mình lấy cái phần bột ra mình nhồi luôn, không có cần để lâu ha. Các bạn nhồi sơ là mình để 5 phút thôi. Phủ chút xíu bột khô cái mình nhồi đều lại. Cái bước nhồi này sẽ giúp cho cái vỏ bánh bao của mình nó mịn, và khi cán bột á, bột nó không có bị co nè. Mình nhồi khoảng 5 phút là được. Rồi bây giờ các bạn dàn cho nó mỏng mỏng ra. Mình sẽ chia ra làm hai phần nha. Túm cái phần da bên ngoài á, cho nó láng láng để mình chia bột. Khối bột này thì mình sẽ chia ra làm là 6 phần á. Hai khối là 12 phần để 12 cái bánh. Phủ bột khô. Rồi các bạn sẽ nhồi lẫn từ bên ngoài vào trong để cho cái phần da nó mịn hơn. Túm nó lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ giò tròn và làm lần lượt cho hết rồi hãy quay lại cán. Cái viên bột nào mà mình qua trước á thì các bạn sẽ cán nó trước nha, để cho nó không có bị co bột nè. Mình phủ chút xíu bột khô à. Đừng có phủ bột khô nhiều quá, cái bánh nó cũng bị khô quá. Sẽ cán cái mép nè, cái mép cho nó mỏng một chút. Tại vì khi mình quấn lên nó phải chừa ở giữa cho nó có cái phần bột bánh bao nhìn nó mới đều. Rồi cái bề nào láng thì mình cho ra ngoài, cho cái viên nhân vào giữa. Lần lượt thì mình xếp từng mép của bánh vậy nè. Ở đây thì mình cán cái nào mình gói cái đó luôn. Còn nếu các bạn không thích làm vậy, có thể cán qua một lần, xong rồi cái gói lại một lần cũng được nữa. Làm xong thì chốt cái mối cho nó chặt nha, để khi hấp nó không có bị bung. Lót bên dưới là miếng giấy nè. Rồi các bạn làm cho hết xong. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ủ bột nha. Cái thời gian mà mình gói là hết 15 phút rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần ủ từ 20 cho đến 30 phút nữa là được rồi. Các bạn ủ bột đến khi nào mình kiểm tra nha. Mình thấy cái cánh của bánh bao nó nở đều. Và mình cầm lên nó nhẹ tay ha. Những cái cánh bánh bao này nó bung ra nè. Mình ấn vào thì mình thấy nó đàn hồi. Nó không có xẹp lép luôn.
là bánh nó được rồi đó. Bắt sẵn cái nồi nước sôi, rồi bây giờ mình chắc bánh vô mình hấp. Bánh này mình sẽ chia làm hai phần ha. Hấp hai nồi đi. Nước sôi thì các bạn để ở mức lửa trên trung bình nha. Thì bánh này mình hấp khoảng 10 phút là nó chín. Sau 10 phút thì mình tắt bếp luôn. Rồi hãy mở nắp nhẹ ra cho hơi nước nó đừng có bị rớt xuống bánh á. Bánh nở đều nè ha, nhìn bóng ngon quá nè. Quá trời trắng luôn, trắng mịn luôn á. Sẽ lấy bánh ra. Rồi các bạn sẽ cho tiếp cái số bánh hồi nãy còn lại á, mình cho vào mình hấp nữa nha. Đây là cái nồi bánh đầu tiên nè, nhẹ tên luôn á, trắng và bông nữa. Nhìn cái bánh bao rất là ngon. Mình chỉ cần dùng một loại bột mì thôi. Bột mì cao cấp á, thì cái bánh nó sẽ trắng. Còn cái bột mì đa dụng á, thì cái bánh nó hơi ngả vàng chút xíu. Nhưng mà chất lượng bánh vẫn xốp mềm nha. Không có bị thay đổi gì đâu. Mình sẽ bẻ ra luôn ha. Bánh còn ấm nóng nè. Quá trời ngon luôn. Nhưng và bột cũng đều nhau. Mình làm hai cái trứng luôn. Bánh rất là đều luôn á. Mình cán bột á, thì mình thấy nó đều nè. Thì gói ra cái bánh nó sẽ đều hơn. Nó không có bị cái chỗ mà bột nhiều, cái chỗ thì bột ít. Rồi bây giờ ăn thử ha. Xin mời các bạn nè. Bánh rất là vừa miệng luôn. Xốp mềm nè và thơm với cái mùi bánh bao à. Và đặc biệt trong công thức này, bánh bao lột da rất là dễ dàng. Bánh bao mà lột da thành công thì bánh bao nó mới ngon. Còn đây á, là cái nồi hấp thứ hai mình lấy ra hết luôn nè. Nếu các bạn ăn không hết thì cho vào ngăn đông. Khi nào ăn á, mình đem ra mình hấp lại là mình ăn được rồi. Đến đây á, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.